Theo đó, thời gian cụ thể để bến phà Đình Khao tạm ngưng hoạt động thay pông tông 500G và phao phụ 500LP phía bờ Bến Tre là từ 18 giờ ngày 15 tháng 7 đến 6 giờ ngày 16 tháng 7. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và thực hiện để đảm bảo công tác an toàn giao thông cũng như cái hành khách qua phà được nắm và có chuyển hướng đi phù hợp. Thì trước đó thì chúng tôi sẽ thứ nhất là tuyên truyền dùng các cái băng rôn sẽ treo hai đầu bến để cho hành khách nắm. Thứ hai là cũng phải đăng báo chí hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long trên các cái đài truyền hình cũng như là báo chí địa phương để tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng hành khách nhân dân nắm được cái lịch trình để mà chuyển hướng cho hợp lý, không ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cũng như đi lại của người dân. Và cái để đảm bảo công tác an toàn cũng như là trật tự trong cái khu vực khi chúng ta thi công thay pông tông thì chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng như là công an giao thông tỉnh Vĩnh Long và các công an xã Hòa Ninh, Bình Hòa Phước cũng như là xã Thanh Đức. Và cái cuối cùng là để cho người dân cũng như hành khách, các phương tiện, chủ phương tiện tiện lợi trong vấn đề đi qua lúc mà đang chuẩn bị thi công. Thứ nhất, chúng ta lưu ý thứ nhất là bến phà Đình Khao là đã vận hành theo bán sốt vé điện tử, cho nên là khách hàng cũng mua vé rồi thì khó để mà trả lại, bởi vì đã chuyển lên tổng cục thuế. Cũng theo bến trưởng bến phà Đình Khao, thì theo quy định, trong vòng từ 2 năm đến 5 năm sẽ thay pông tông và phao phụ mới một lần và tùy theo tình trạng tuổi thọ của thiết bị phục vụ tại bến phà, nhằm đảm bảo an toàn các thiết bị tại bến phà cũng như phục vụ hành khách sang sông được an toàn, giao thông thông suốt. Như vậy, từ 6 giờ ngày 16 tháng 7, bến phà Đình Khao sẽ hoạt động trở lại bình thường.